Rồi, xin kính chào quý vị. Hãy comment đang có mặt trên đường Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10. Sáng ngày 9 tháng 5, 2017. Trời Sài Gòn sáng nay chuyển mưa quý vị, có mây, nắng nhẹ. Nhiệt độ giờ khoảng 28 độ C. Phải đây là đường Thành Thái. Thank you.
đường Sư Vạn Hạnh nè quý vị. Chứ cái gì, đây là ngã 7 Lý Thái Tổ. Quẹo qua đây là đường Trần Nhân Tôn nữa quý vị. Bên tay trái là rạp Dừng Lại. Đi góc đường Vĩnh Viễn. Buổi sáng phụ huynh đưa học sinh đi học mẫu giáo. Đây là trường cao đẳng kinh tế. À,
Mang Châu Lộc. Rồi bên phải quý vị, đây là chung cư Ngô Gia Tự. Lô V. Lô T, lô T á. Thank you, see you quý vị nha. Chúc ngày mới tốt lành, vui vẻ. See you.